Tiểu sử MC Quyền Linh hé lộ xuất thân và người vợ doanh nhân xinh đẹp như hoa hậu của MC Quyền Linh. MC Quyền Linh tên đầy đủ là Mai Huyền Linh. Anh sinh ngày 28 tháng 7 năm 1969 và thường được biết đến với nghệ danh là Quyền Linh. Anh là một diễn viên điện ảnh, diễn viên hài, nghệ sĩ kịch nói và người dẫn chương trình nổi tiếng Người Việt Nam. Đồng thời, Quyền Linh còn là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1992 cho đến nay, Quyền Linh đã tham gia diễn xuất trong hàng trăm bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình và được coi là một trong những diễn viên được yêu thích nhất tại Việt Nam. Anh cũng là nghệ sĩ giành được nhiều giải Mai vàng nhất từ trước đến nay với tổng cộng là 6 giải. Ngoài công việc là một diễn viên, Quyền Linh còn là một MC khi đảm nhiệm vai trò dẫn dắt cho hàng chục game show và chương trình truyền hình ở hầu hết mọi thể loại. Hiện nay, nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và là người trẻ tuổi nhất được bầu vào vị trí này. Năm 2007, anh được Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc hãng phim Gia Định. Ngày 10 tháng 10 năm 2009, chi bộ Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kết nạp Quyền Linh vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh đã kết hôn với doanh nhân Già Thảo. Cả hai người đều có hai người con gái tên là Thảo Linh và Thảo Ngọc. MC nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh sinh ngày 28 tháng 7 năm 1969, quê quán tại huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Anh là anh cả trong một gia đình nông dân nghèo đông con. Năm 2 tuổi, sau khi cha mẹ ly dị, Quyền Linh và các em được mẹ và bà ngoại chăm sóc. Vài năm sau đó, mẹ anh đã đi thêm bước nữa. Hoàn cảnh cha dượng của anh cũng nghèo khó, nên thời gian ngắn sau khi kết hôn, cả gia đình anh chuyển vào kinh tế mới ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để sinh sống. Năm 1976, cha dượng của anh qua đời vì tai nạn giao thông. Cuộc sống của gia đình anh thời kỳ đó cực kỳ khó khăn, khi phải sống trong một căn chòi chật hẹp và luôn chạy lại từng bữa ăn vì quá nghèo đói. Khi mẹ của anh bắt anh nghỉ học, Quyền Linh đã năn nỉ để được đi học tiếp. Anh làm và bán bánh phụ giúp mẹ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. MC nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh từng theo học tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu. Do đam mê cải lương và kịch nói, đồng thời có năng khiếu về bộ môn nghệ thuật này, Quyền Linh đã được chọn để tham gia một khóa đào tạo ca nhạc, diễn kịch cấp tốc do Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 đứng ra tổ chức. Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, MC nghệ sĩ Quyền Linh đã nộp đơn vào thi vào trường Trung cấp Y tế Tiền Giang. Sắp đến ngày thi thì anh bất ngờ nhận được giấy báo trúng tuyển vào khoa diễn viên sân khấu của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Trong thời gian chờ nhập học, Quyền Linh tiếp tục lao động kiếm thêm tiền. Năm 1988, Quyền Linh bắt đầu cuộc sống tự lập của mình tại thành phố Hồ Chí Minh để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Cuộc sống của một sinh viên nghèo như Quyền Linh gặp rất nhiều khó khăn. Anh đã phải làm thêm rất nhiều và làm thêm nhiều việc khác để có tiền trang trải đóng học phí cũng như sinh hoạt, như anh làm việc như bơm xe, bán ve chai hay khuôn vác. Năm 23 tuổi, Quyền Linh tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu. Đây cũng là thời kỳ khủng hoảng của sân khấu cả nước, đồng nghĩa với việc cơ hội được đứng trên sàn diễn của Quyền Linh hết sức khó khăn. Ít lâu sau, anh được nhận vào làm diễn viên quần chúng trong đoàn kịch nói Kim Cương và phụ trách công tác hậu đài ở đoàn kịch trẻ. Tuy nhiên, do không có cơ hội để thể hiện sở trường của mình và thu nhập quá thấp, anh đã bỏ về làm ruộng tại quê nhà ở tỉnh Tiền Giang. Sau 3 tháng ở quê, Quyền Linh cảm thấy tương lai không tốt đẹp hơn nên anh quay trở lại Sài Gòn. Năm 1992, Quyền Linh tham gia và đạt giải 4 trong cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh triển vọng được tổ chức tại khu du lịch Vân Thánh. Tại giải này đã giúp anh có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình. Quyền Linh nhanh chóng được các đạo diễn chú ý đến. Đầu tiên là một vai phụ trong bộ phim Khát vọng sống,
do Nguyễn Đạt Hải và Bùi Tuấn Dĩ làm đạo diễn. Phim còn có sự góp mặt của các diễn viên khá nổi tiếng vào thời kỳ đó như Lê Công Tuấn Anh hay Trịnh Kim Chi. Tuy nhiên, khi đến ngày khởi quay thì Lê Công Tuấn Anh đột ngột bỏ vai. Quyền Linh sau đó đã được lên vai chính. Năm 1995, Quyền Linh đoạt huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc. Sau khi đoạt giải thưởng này, anh quyết định tạm thời rời xa sân khấu kịch trong một thời gian để có thể chuyên tâm hơn cho sự nghiệp điện ảnh của mình. Trong năm 1995, Quyền Linh đã được hãng phim truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam mời tham gia diễn xuất trong bộ phim Người Hà Nội. Bộ phim khi trình chiếu đã gây tiếng vang lớn, nhân vật Lãm với lối diễn xuất sắc và rất có hồn do Quyền Linh đảm nhận đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Đây cũng được đánh giá là bộ phim thành công nhất của anh từ trước khi bước chân vào sự nghiệp diễn xuất. Trong giai đoạn từ năm 1999 cho đến năm 2001, Quyền Linh tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình nhiều tập. Các đạo diễn đã chú ý đến anh nhiều hơn. Qua đó, anh cũng nhận được nhiều lời mời diễn xuất. Giai đoạn này, anh được các đạo diễn mời tham gia vào các bộ phim nổi tiếng một thời như bộ phim Đồng Tiền Sương Máu, Lục Vân Tiên, Khi Đàn Ông Có Bầu hay Người Gác Mộ. Năm 2004, Quyền Linh bắt đầu làm người dẫn chương trình. Anh tham gia dẫn các chương trình như Nhịp Sống Sôi Động, Vượt Lên Chính Mình, Con Đường Hạnh Phúc hay Bạn Muốn Hẹn Hò, Cặp Lá Yêu Thương và rất nhiều chương trình nổi tiếng khác. MC nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh đã từng có một mối tình kéo dài 9 năm với Á Hậu, Người Mẫu, Trịnh Kim Chi. Tuy nhiên, sau đó hai người đã tuyên bố chia tay. Tháng 1 năm 2004, Quyền Linh đã kết hôn với một người phụ nữ tên Già Thảo. Cô là một doanh nhân thành công, xinh đẹp, lĩnh vực mỹ phẩm Hàn Quốc và thời trang. Già Thảo cũng là một khán giả mến mộ anh từ rất lâu. Được biết, trước khi gặp Quyền Linh, Già Thảo chưa từng yêu ai. Vì vậy, chỉ khá thận trọng trước tình cảm mà chàng diễn viên này dành cho mình. Cả hai vợ chồng đã có với nhau hai người con gái. Người con gái đầu tên là Mai Thảo Linh, người con gái thứ hai tên là Mai Thảo Ngọc. Ngoài ra, Quyền Linh còn có một người em trai, là đó chính là đạo diễn Quyền Lộc. Gia đình Quyền Linh hiện nay đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả gia đình anh sinh sống trong một biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông, trị giá lên tới 21 tỷ đồng. Gia đình anh cũng rất chịu khó đầu tư vào con cái, khi các con của anh được học trong ngôi trường quốc tế có mức học phí lên tới 268 triệu một năm học. Gần đây, anh cũng khoe với mọi người khi vừa xây thêm cho mẹ của mình một căn nhà mới khang trang và tiện nghi hơn tại quê nhà tỉnh Tiền Giang.